Chào tất cả các quý vị nha. Ở video này tôi muốn chia sẻ tới các quý vị về cái việc là thay pin điều khiển cửa cuốn. Đây là một cái tay điều khiển của motor CH hay là IH. Trên thị trường thì có nhiều loại như IH hay là một tay điều khiển tách hay là CH hay là bất kỳ loại tay nào khác, thì sau khi chúng ta dùng khoảng tùy theo cái mức độ chúng ta sử dụng, bấm nhiều hay bấm ít, nhưng mà thường thường khoảng 2 đến 5 năm thì tay điều khiển sẽ hết pin. Nên là cái việc thay pin điều khiển này rất đơn giản, chúng ta có thể tự thay được. Sau khi chúng ta xem qua video này thì việc thay sẽ hoàn toàn đơn giản hơn. Tức là để mà thay được, khi mà tay điều khiển chúng ta bấm này nó không lên đèn đấy, thì chúng ta phải thay pin điều khiển để cho cái đèn này nó sáng thì hộp tín hiệu mới nhận được, thì khi đấy là chúng ta sẽ mở cửa cuốn được. Thì để mà thay pin điều khiển cửa cuốn thì ta cần phải mua cái quả pin này. Và pin này chúng ta có thể là mà mua ở vinastar.vn theo đường link ở bên dưới, hoặc là các cửa hàng đồng hồ, hoặc là các cửa hàng điện máy có thể có đấy, tùy, có những cửa hàng có những cửa hàng không có, vì cái pin này cái nhu cầu sử dụng nó cũng ít nên là không ai người ta ôm hàng, mà đa phần là các đơn vị cửa cuốn cung cấp thì sẽ bán luôn đấy. Thì chúng ta ngoài ra là chúng ta phải có cái tua vít này, thì cái loại tua vít này là tua vít nhỏ để chúng ta có thể vặn được cái ốc ở dưới này đấy. Sau khi bây giờ chúng ta sẽ tháo ra nhá, chúng ta dùng cái tua vít này nhỏ tháo các cái vít này ra. Ví dụ như ai mà không có tua vít thì chúng ta có thể dùng cái bút thử điện nhỏ cũng được, tức là miễn là sao cái vít nó nhỏ chứ nó không như các tua vít bốn cạnh mà chúng ta hay vặn cái vít to đấy, mà là cái này là tua vít nhỏ là có thể tháo được ốc này ra. Đấy. Đây chúng ta thấy là trong đây có quả pin. Bây giờ chúng ta tháo quả pin này ra thay vào pin khác để cho cửa cuốn này có điện, chúng ta có thể bấm được. Đấy, sau khi thay vào thì tôi sẽ lắp vặn lại vít. Đấy, chúng ta bấm thử. Đấy, bấm thử nó đã lên đèn rồi nhá. Khi bấm thử lên đèn chúng ta đã thay xong, là đã cảm thấy là ok rồi, chúng ta vặn lại vít là xong. Đấy, việc thay rất đơn giản thôi. Như vậy chúng ta đã thay xong, thì sau này nếu các vị dùng cửa cuốn hết pin ấy, thì chúng ta có thể tự thay được, thì chúng ta đỡ phải là phụ thuộc vào các bên thợ qua cài, nó sẽ mất thêm cái chi phí đi lại, cũng như là nó sẽ thời gian nó sẽ phụ thuộc, nên là chúng ta có thể có vào pin chúng ta sẽ tự chủ động thay được qua video này. Cảm ơn các quý vị đã xem. Nếu mà các vị có muốn xem các sản phẩm khác thì có thể là truy cập vào các đường link các site bên dưới để xem, là như là làm chặt nắng hay chớp nhôm hay là cửa cuốn. Video này tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đã xem. Hẹn gặp lại các quý vị ở video mới nhé.